Vụ ông Đường Văn Thái bị bắt khiến người Việt tị nạn ở Thái Lan bất an. Việt Nam rà soát hợp tác với 6 công ty xuyên biên giới của Mỹ, Trung. Quỹ GIP của Mỹ hứa đầu tư 1 tỷ đô vào Việt Nam. Trung Quốc phản đối G7 về vấn đề Biển Đông và Đài Loan. Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Ukraine công bố video cho thấy họ vẫn tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Nga nói nỗ lực hòa giải của Brazil về cuộc chiến Ukraine đáng quan tâm. Vụ ký giả Wall Street Journal bị Nga bắt, kháng cáo bất thành. Người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan hoang mang lo sợ sau vụ nhà báo độc lập Đường Văn Thái bất ngờ mất tích ở Bangkok và sau đó Việt Nam loan tin đã bắt ông vì nhập cảnh trái phép. Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam nói với VOA. Người tị nạn rất là lo lắng, hoang mang bởi vì đây là một cái trường hợp đầu tiên người tị nạn có quy chế tị nạn chính trị và đã được phỏng vấn tái định cư mà bị Cộng sản Việt Nam họ bắt cóc về. Hôm 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái sử dụng mạng xã hội với tên là Thái Văn Đường đã biến mất tại phi trường Bangkok, nơi ông chuẩn bị đón một người bạn. Các nhà hoạt động cho biết vào buổi sáng ngày mất tích, ông Thái đã có cuộc phỏng vấn tái định cư với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cơ quan đã cấp quy chế tị nạn cho ông từ năm 2020. Tới ngày 16 tháng 4, truyền thông Việt Nam đưa tin, nhà chức trách Hà Tĩnh bắt một người tên Đường Văn Thái bị cho là xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Ông Lê Văn Thường, người đang bị Việt Nam truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và đang xin tị nạn tại Thái Lan, chia sẻ với VOA. Nếu như mà chính quyền của Cộng sản Việt Nam mà họ thực hiện một vài vụ bắt cóc mà trót lọt và không có một cái tổ chức thế giới nào họ lên tiếng về cái vấn đề này, thì tất nhiên là họ sẽ diễn ra những cái cuộc bắt cóc tiếp theo và đồng loạt họ thực hiện đồng loạt với quy mô lớn hơn. Đó là cái vấn đề mà cái người tị nạn ở Thái Lan hiện nay họ đang lo sợ là lo sợ như thế. Họ vẫn lo sợ nhất đó là cái lo sợ bị chính quyền của Cộng sản Việt Nam cóc rồi đưa về Việt Nam rồi sau đó tiến hành những cái hình thức là trả thù rất là nặng nề đối với họ. Theo Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, hiện có khoảng 800 người Việt đã được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan. Nhiều người trong số này phải chờ nhiều năm để có cơ hội định cư ở các nước thứ ba. Tờ báo của Đức TASS hôm 17 tháng 4 dẫn lời ông Daniel Bastard thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết vụ bắt cóc mới này được cho là do cơ quan mật vụ Việt Nam thực hiện và cho thấy sự vô đạo đức ngày càng tăng của chính quyền Việt Nam trong việc theo đuổi những tiếng nói độc lập. Nếu vụ bắt cóc này được xác nhận, đây sẽ là vụ bắt cóc công dân Việt Nam ở nước ngoài thứ 7 do mật vụ Việt Nam thực hiện kể từ năm 2003, cũng theo tờ báo TASS. Việt Nam phủ nhận tất cả các vụ bắt cóc này. Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các nhà mạng rà soát hoạt động hợp tác cho thuê dịch vụ với 6 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền xuyên biên giới, bao gồm 3 công ty Mỹ, Netflix, Apple, Amazon và 3 công ty Trung Quốc là Tencent, IQG và Hồ Nam. Bộ nói việc rà soát nhằm đảm bảo nội dung không vi phạm quy định cấm cũng như không gián tiếp tạo điều kiện để các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Theo Bộ, Netflix đã xác nhận sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam. IQG, Tencent và Apple sẽ điều chỉnh hoạt động để chỉ phổ biến phim trên không gian mạng ở Việt Nam. Công ty Hồ Nam và Amazon cho biết sẽ không tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam. Trong quyết định công bố ngày 18 tháng 4, Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu các cơ quan duy trì đấu tranh về vấn đề xử lý thông tin xấu độc, bắt buộc các nền tảng xuyên biên giới phải chặn, gỡ thông tin xấu độc trong vòng 24 giờ và có thể khóa trang, khóa kênh nếu có vi phạm nghiêm trọng. Bộ cũng yêu cầu việc kiểm tra các nền tảng xuyên biên giới chưa có văn phòng tại Việt Nam phải được hoàn thành chậm nhất là tháng 9 năm nay. Quỹ đối tác cơ sở hạ tầng toàn cầu GIP có thể rót 1 tỷ đô vào các dự án đặc biệt là hạ tầng tại Việt Nam. Phó chủ tịch của GIP Jim Yong Kim tuyên bố tại Hà Nội ngày 17 tháng 4. GIP quan tâm tới việc rót vốn vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng và công nghệ số. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Kim cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính hoan nghênh những quan tâm của quỹ GIP về đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược ở Việt Nam, trong khi ông Kim bày tỏ mong muốn Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác với quỹ để xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp, xem xét những dự án hợp tác cụ thể để hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm. GIP từ chối yêu cầu bình luận của VOA.
GIP, một quỹ đầu tư tư nhân được thành lập vào năm 2006, có trụ sở tại New York, Mỹ, chuyên đầu tư vào các cơ sở hạ tầng chất lượng cao thông qua hình thức liên doanh chiến lược với các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, kỹ thuật số và xử lý nước, chất thải. Lãnh đạo quận Chatham, bang North Carolina, Mỹ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc lập kế hoạch cho những thay đổi mà nhà máy ô tô VinFast dự kiến sẽ mang lại cho vùng nông thôn phía đông nam của quận. Công ty ô tô điện Việt Nam VinFast trước đó tuyên bố sẽ thuê hàng ngàn công nhân để bắt đầu sản xuất những chiếc SUV điện vào khoảng năm 2025. Công ty sẽ nhận được sự trợ giúp từ chính quyền tiểu bang và địa phương trị giá hơn 1 tỷ đô la. Một phần quan trọng trong kế hoạch là đưa ra một cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 21 tháng 4 để lấy ý dân xem họ muốn bảo tồn những gì và thay đổi thế nào khi khu vực Moncrief phát triển, và một cuộc họp công khai ngày 27 tháng 4 trả lời thắc mắc và lắng nghe quan tâm của người dân. Ngày 29 tháng 3 năm ngoái, VinFast và chính quyền bang North Carolina ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tổng thống Joe Biden sau đó ngỏ lời chúc mừng trên Twitter, nói rằng đây là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ hiện nay. Theo kế hoạch, VinFast sẽ đầu tư 4 tỷ đô cho nhà máy ở quận Chatham, nơi sẽ sản xuất xe buýt điện, SUV điện và pin xe điện. Họ hy vọng sẽ thuê 7.500 công nhân và sản xuất 150.000 xe mỗi năm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Sách sử ghi, từ năm 1802, theo lời thỉnh cầu của dân gia định, vua Gia Long đã ra sắc chỉ lập miếu thờ và lăng mộ Võ Tánh tại thôn Phú Nhuận để người dân tiện việc đi lại cúng bái. Đây là mộ gió, mộ thật nằm ở An Nhơn, Bình Định. Ở đây cũng đám giỗ ông thì ngày 26, 27 tháng 5, còn bà mùng 6 tháng 6. Chỉ có giỗ rồi, còn rằm 30 thì bà con ở gần cũng có người đến cũng cúng ông. Trước nghe có hát bội, hồi trước năm 75 có hát bội. Bên trong đền thờ có các bao lam hoành phi được sơn son thếp vàng thường thấy trong kiến trúc đình chùa ở Việt Nam. Ở đây thì có lăng mộ cổ của ông Võ Tánh ấy, thì cũng có nhiều người thắp hương và bản thân bọn chị cũng ra thắp hương. Rồi mấy chị bên gần đấy thì có quét dọn sạch sẽ mà. Mộ của ông thì lâu rồi mà cũng thiêng. Nên là ở thiêng á, có mộ ông ở đây thì nói chung là bọn chị làm ăn ở gần đây, kể cả buổi sáng đi rất sớm nhưng mà cảm thấy rất là yên tâm. Ông phù hộ cho sức khỏe ấy. Đây là con đường vào khu lăng mộ thứ hai ở Sài Gòn, cũng dành để tưởng niệm ông Võ Tánh. Tương truyền, ngôi mộ này do người dân trong vùng lập nên để hương khói cho Võ Tướng Quân. Trước đây, Sài Gòn còn có con đường mang tên Võ Tánh. Đường ông Võ Tánh hồi trước á, thì bây giờ đổi lại đường Hoàng Văn Thụ. Thì ở đây nhiều bà con á, cũng như người ở xa, ở gần, là đề nghị là đổi lại đường Hoàng Văn Thụ. Đổi lại đường Võ Tánh chứ. Mộ có bình phong hậu vẽ hình hạc, ngụ ý Võ Tướng Quân cưỡi hạc về trời. Bức bình phong tiền vẽ hình mãnh hổ. Mùng 1 chú vô thắp nhang, tại chú sống ở đất của ông mà, thì mình phải vô thắp nhang đồ. Tướng nhà Nguyễn rồi tự thiêu, giữ thành rồi thất thủ thành rồi tự thiêu vậy thôi. Rồi ta tưởng niệm rồi xây lăng lên tưởng niệm ông. Giờ người ta vô là tướng nhà Nguyễn là người ta không có đặt. Tại tướng nhà Nguyễn là theo Nguyễn Ánh, không, thành ra là người ta không có đặt tên. Cạnh lăng mộ Võ Tánh ở Phú Nhuận là đền thờ mang nét kiến trúc của đình làng Nam Bộ, còn lăng mộ thứ hai ở Tân Bình thì gần với am miếu theo tín ngưỡng dân gian của vinh danh một người sinh vi tướng Tử Vi Thần.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18 tháng 4 nói, thông cáo chung của cuộc họp các ngoại trưởng nhóm G7 can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đồng thời bôi nhọ và làm mất uy tín của Bắc Kinh một cách ác ý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã đưa ra nhận xét này khi trả lời câu hỏi về tuyên bố của các ngoại trưởng G7 trong một thông cáo chung. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ông Uông nói, các tuyên bố này đầy kiêu ngạo, định kiến và có ý định nham hiểm chống lại Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới nước chủ nhà G7 là Nhật Bản. Các cường quốc công nghiệp G7 ngày 18 tháng 4 cùng nhau chỉ trích việc Trung Quốc áp chế Đài Loan, đồng ý rằng hòa bình và an ninh ở eo biển Đài Loan là rất quan trọng và phản đối việc quân sự hóa Biển Đông. Họ kêu gọi Bắc Kinh hành động. Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm lấy hòn đảo dân chủ này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với người đồng cấp Trung Quốc vào ngày 18 tháng 4 rằng sự hợp tác quân sự của hai nước là một lực lượng ổn định trên thế giới và giúp giảm nguy cơ xung đột, theo lời các hãng thông tấn Nga đưa tin. Trung Quốc đã nổi lên như một đối tác quốc tế quan trọng nhất của Nga trong 14 tháng kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hiện đang ở Moscow khi hai nước tìm cách tăng cường hợp tác quân sự, điều khiến phương Tây lo ngại. Sự phối hợp nỗ lực của chúng ta trên trường quốc tế có tác dụng ổn định tình hình toàn cầu và giúp giảm khả năng xảy ra xung đột. Ông Lý đã gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 4. Trước cuộc gặp với ông Shoigu tại Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ông Lý đã tham gia buổi lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở bức tường Điện Kremlin. Ông Shoigu nói, điều quan trọng là hai nước phối hợp nỗ lực trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng chương trình tập trận chung sẽ được mở rộng. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lý nói rằng chuyến đi của ông tới Moscow được lên kế hoạch để cho toàn thế giới thấy rằng Bắc Kinh có ý định tăng cường hợp tác chiến lược với Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Moscow vào tháng trước để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Putin vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine công bố đoạn phim ngày 18 tháng 4 cho thấy các thành viên của họ chiến đấu với lực lượng Nga ở Bakhmut. Reuters có thể xác nhận một số bức ảnh cho thấy Bakhmut từ trường học, các tòa nhà và cách bố trí đường được thấy trong video khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ của khu vực. Reuters không thể xác nhận độc lập ngày quay video. Các lực lượng Nga đã tăng cường các đợt pháo kích hạng nặng và không kích vào thành phố bị tàn phá của Ukraine. Giao tranh đã diễn ra ác liệt trong và xung quanh Bakhmut ở khu vực Donetsk trong nhiều tháng. Các lực lượng Ukraine cầm cự bất chấp việc Nga thường xuyên tuyên bố đã chiếm thành phố này. Nếu các lực lượng Nga chiếm được Bakhmut, nó có thể tạo ra một bước đệm cho cuộc tiến công vào hai thành phố lớn hơn mà Nga đã thèm muốn từ lâu ở khu vực Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk. Điện Kremlin ngày 18 tháng 4 cho biết, những nỗ lực của Brazil trong việc làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine đáng được chú ý, nhưng họ chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào cho một thỏa thuận hòa bình do Pháp đưa ra. Bloomberg đưa tin trước đó rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách tiếp cận Trung Quốc với một kế hoạch có thể tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã hứng chịu sự chỉ trích từ Hoa Kỳ hôm 17 tháng 4 vì những bình luận gần đây của ông cho rằng phương Tây đã khuyến khích cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói rằng Washington nên ngừng gửi vũ khí tới Ukraine và bắt đầu nói về hòa bình. Ông Lula đã đề nghị thành lập một nhóm các quốc gia không liên quan đến cuộc xung đột để làm trung gian cho hòa bình, nói với các phóng viên vào ngày 16 tháng 4 rằng ông đã thảo luận ý tưởng này với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khi được hỏi về đề nghị của ông Lula, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: bất kỳ ý tưởng nào có tính đến lợi ích của Nga đều đáng được quan tâm và chắc chắn cần được lắng nghe. Nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo thế giới khác nhau, bao gồm ông Tập Cận Bình của Trung Quốc, ông Macron của Pháp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cố gắng thể hiện mình là những người kiến tạo hòa bình gần 14 tháng sau cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga nói họ sẵn sàng đàm phán, nhưng đã nói rõ ràng rằng những điều này sẽ chỉ diễn ra theo các điều kiện của riêng họ.
Nga nói Ukraine phải chấp nhận thực tế mới trên thực địa. Cụ thể là, việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, vốn bị Kiev và phương Tây coi là bất hợp pháp. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không thảo luận về hòa bình hay ngừng bắn, cho đến khi quân đội Nga rời khỏi từng tấc đất lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Trong khi, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào cũng sẽ chỉ cho phép Nga tập hợp lại cho một cuộc tấn công trong tương lai. Bloomberg đưa tin ngày 18 tháng 4 rằng ông Macron đang cố gắng hợp tác với Trung Quốc để đưa ra một kế hoạch có thể được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Điện Kremlin cho biết họ đã xem các báo cáo nhưng chưa liên lạc với Pháp về vấn đề này. Chúng tôi không biết về sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch nào của Pháp. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ điều gì từ phía Pháp. Ông Ivan Gershkovich, phóng viên tờ Wall Street Journal, bị bắt ở Nga vì tội gián điệp, đã thua trong vụ kháng cáo chống lại việc ông bị bắt và giam giữ trong nhà tù cũ của KGB, nơi ông đang bị giam giữ chờ xét xử. Đây là ông Gershkovich tại tòa án ngày 18 tháng 4. Phiên tòa chỉ có tính cách thủ tục, đề cập đến việc ông nên bị giam giữ như thế nào trước phiên tòa, nhưng không đề cập đến nội dung của các cáo buộc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Lynn Tracy cho biết, bà đã đi thăm ông Gershkovich lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 4. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được phép tiếp cận lãnh sự, kể từ khi ông bị giam giữ sai trái hơn 2 tuần trước. Tôi có thể báo cáo rằng ông khỏe mạnh và vẫn mạnh mẽ bất chấp hoàn cảnh của mình. Các tài liệu của tòa án chỉ đưa ra những phác thảo cơ bản về vụ án chống lại ông Gershkovich và cơ quan tư pháp cho biết họ bị cấm công bố một số thông tin. Ông bị buộc tội thu thập bí mật nhà nước về khu liên hợp công nghiệp quân sự ở Nga và bị bắt tại thành phố Yekaterinburg vào ngày 29 tháng 3. Điện Kremlin nói rằng ông sử dụng báo chí làm vỏ bọc cho hoạt động gián điệp, điều mà cả chính phủ Hoa Kỳ và tờ Wall Street Journal đều phủ nhận. Đại sứ Tracy cũng có mặt bên ngoài tòa án hôm 17 tháng 4 để nghe tuyên án một nhân vật đối lập Nga, Vladimir Karamurza, người bị Nga phạt 25 năm tù về tội phản quốc, điều mà ông này bác bỏ. Vào chiều ngày 16 tháng 4, tại một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, cộng đồng người Việt và các đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại đã tổ chức chương trình tưởng niệm 76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn trong vụ việc mà các đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo gọi là biến cố Đốc Vàng. Chương trình có sự tham gia của các đại diện cộng đồng và sự phối hợp của một số hội đoàn thiện nguyện trong vùng của người Việt. Là tôi thích những người đạo Hòa Hảo vì thứ nhất là họ thờ, họ cũng là đạo Phật mà họ rất là hiền lành và dễ thương. Chúng em hy vọng là hội VAS cũng như là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đều là những hội đoàn làm việc cho cộng đồng, mong muốn rằng chúng ta sẽ phát triển cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh và làm cho cộng đồng của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn giống như nhiều những cái cộng đồng khác ạ. Theo những câu chuyện được các đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo chia sẻ tại chương trình, thì từ thượng tuần tháng 4 năm 1947, tại miền Tây, nhiều cuộc xung đột giữa các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Việt Minh đã tạo ra bầu không khí căng thẳng, có thể đưa đến tình thế trầm trọng, khiến Đức Huỳnh Giáo Chủ phải trở về miền Tây để dàn xếp và hòa giải. Chiều tối ngày 16 tháng 4 năm 1947, ông theo lời mời tới Đốc Vàng, Đồng Tháp thuộc vùng kiểm soát của Việt Minh để bàn bạc, và từ đó không ai biết tung tích của ông. Dù 76 năm đã trôi qua, nhưng những đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại nói họ vẫn không quên lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Rồi mình phải làm ăn hay là mình sinh sống, mình này nọ phải nhờ ơn đất nước. Khi mà đất nước lâm nguy có giặc đến thì tất cả mình, Đức Thầy khuyên là mình cũng nên là khoác áo chiến bào để mình giữ đất nước. Đức Thầy cũng vậy, Đức Thầy ngày xưa cũng vậy, khi mà Pháp qua xâm lấn nước mình đó, thì Đức Thầy cũng khoác áo cà sa, khoác chiến bào đó. Cho nên là Đức Thầy cũng đi là gìn giữ đất nước, rồi khuyên bốn tín đồ mình cũng vậy. Rồi, cho nên là cái đường lối chủ trương mà dạy đạo của Đức Thầy rất phù hợp với người dân của mình. Cho nên là tất cả cái người dân, nhất là dân miền Tây, thì ai cũng đi theo Thầy để quy y.
Đức Huỳnh Giáo Chủ là người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939, lấy học Phật tu nhân làm nền tảng và chủ trương tu hành tại gia. Tông phái Phật giáo này ra đời tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang. Nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho biết, cho đến nay, rất nhiều đồng đạo của họ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam nhắm mục tiêu sách nhiễu, giam cầm, đe dọa vì không theo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do chính quyền lập ra mà họ cho là giáo hội quốc doanh. Với hơn 80 mẫu đất dành riêng để trồng hoa từ thập niên 1950, cánh đồng hoa Mao Lương ở thành phố Carlsbad, miền Nam California là một danh lam thắng cảnh nhân tạo nổi tiếng trên thế giới. Đây cũng là cánh đồng hoa Ranunculus hay hoa Mao Lương lớn nhất ở Mỹ với hơn 55 mẫu đất dành riêng để trồng loại hoa này. Chúng ta đang ở trong một trong những cánh đồng có hoa nở rộ nhất ở đây, đang là trong mùa. Phía sau tôi có khoảng 10 triệu hoa, nhưng trên cả khu đất này thì có khoảng 80 triệu hoa hôm nay. Chúng tôi là một cơ sở thương mại bán hoa cành. Chúng tôi cắt và bán hoa Mao Lương khắp nước Mỹ. Điều thú vị là không phải hoa nào cũng đủ tiêu chuẩn để bán. Nhiều lúc nó không đủ tiêu chuẩn hoa cành, và những cánh hoa còn lại trên cánh đồng này là đây. Chúng tôi là một địa danh hoa trồng rất đẹp mắt trên thế giới. Ông Clark nói, loài hoa này đặc biệt giữ được tươi lâu trong bình từ 7 đến 14 ngày sau khi thu hoạch. Cư dân trong vùng và khách thập phương cũng rất cảm kích công phu, quy mô và nghệ thuật trồng hoa ở đây. Họ thường tới đây mỗi năm vào dịp xuân để ngắm nhìn và chụp hình những cánh hoa đầy màu sắc. Thật là hào hứng vì tôi yêu hoa, cây cỏ và những thứ như vậy nên tôi rất hồi hộp được xem coi cánh đồng hoa thế nào. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ có nhiều hoa nở hơn nhưng tôi đoán là bây giờ chưa phải lúc lắm, chắc là khi khí hậu mùa xuân tới. Đây là một nơi rất tuyệt vời để đến thăm khi bạn ở trong vùng quận San Diego. Tôi đến đây chỉ để được thưởng thức thiên nhiên và ngắm nhìn hoa nở. Đây là một thời gian rất đặc biệt trong năm vì hoa nở rộ nhiều hơn ở California và trên thế giới. Và thật hay khi được nhìn thấy thiên nhiên nở hoa. Tôi là một người chụp hình và tôi thích đến đây để được gần với hoa, thật gần để chụp được các cảnh cận. Và vì hoa đang nở rộ nên màu sắc rất rực rỡ. Khi mà tôi chụp hoa trong các khung cảnh cận và gần, màu sắc của chúng thật sự rất nổi bật trong các hình ảnh mà tôi chụp. Thật là một không gian tốt, thư giãn để chụp hình, tạo kỷ niệm, hay là chỉ để thoát ra khỏi thành phố cuộc sống bận rộn. Nơi đây không phải là một nơi để bận rộn. Theo ông Clark, vùng đất này trước kia là thủ đô hoa của nước Mỹ. Nhưng khi đô thị hóa bắt đầu xảy ra ở đây vào thập niên 1940 vào năm 1950, thì gia đình họ Ecker muốn dành riêng khu đất này để trồng hoa, giữ truyền thống và di sản về hoa như là nơi cuối cùng để duy trì văn hóa thưởng thức hoa cho thế hệ mai sau trong vùng. Mỗi năm, cánh đồng hoa này chào đón khoảng 250.000 khách địa phương và từ các nơi khác đến đây để vui chơi và chiêm ngưỡng hoa. Cánh đồng này chỉ mở cửa cho du khách tham quan khoảng 2 tháng, từ đầu tháng 3 đến ngày lễ mẹ vào tháng 5 mỗi năm. Philippe Petit đã 73 tuổi, nhưng tuổi tác không khiến ông dè chừng hơn. Nghệ sĩ DJ trên không nổi tiếng người Pháp mới đây đã biểu diễn tại Washington lần đầu tiên, vẫn không sử dụng lưới hay dây an toàn khi đi trên dây treo cao hơn 15 mét, tại Viện Bảo tàng National Building Museum. Nhóm của ông mất khoảng một tuần để lắp đặt đường dây dài 30 mét ngay dưới trần nhà của bảo tàng. Tòa nhà này tuyệt đẹp. Nó là một trong những địa điểm đẹp nhất mà tôi từng đến biểu diễn. Ông đã biểu diễn vào hai ngày riêng biệt cuối tháng 3. Một buổi biểu diễn dành cho người lớn với mục đích gây quỹ cho cuộc triển lãm những câu chuyện về xây dựng sắp tới của bảo tàng, mở cửa cho công chúng vào tháng 11. Buổi biểu diễn thứ hai dành riêng cho học sinh tiểu học địa phương. Cháu thích ông ấy, nhưng cháu hơi ngạc nhiên là ông không nhào lộn. Cháu muốn ông ấy nhào lộn. Trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình,
The Tit đã biểu diễn tại một số tòa nhà cao nhất thế giới. Buổi biểu diễn đầu tiên của ông diễn ra vào năm 1971, khi ông đi giữa hai tòa tháp của nhà thờ Đức Bà Paris. Năm 1973, ông đi trên không qua cảng Sydney. Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ buổi biểu diễn năm 1974 tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, khi ông đi dây ở độ cao 400 mét giữa hai tòa tháp đôi mà không được chính quyền thành phố cho phép, dưới sự chứng kiến đầy kinh ngạc của khán giả bên dưới. Tôi rất sốt ruột, rất vui khi được đi dây. Tôi không biết mình sẽ làm gì, tất cả đều là ngẫu hứng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi ngang qua, nhưng không, tôi đi ngang rồi tôi quay lại và quay lại. Tôi đi trên đó 45 phút, ngẫu hứng, không theo một kịch bản nào. Petit bị bắt ngay khi vừa xuống đất an toàn, nhưng ông được thả để đổi lại một buổi biểu diễn miễn phí cho trẻ em ở công viên Central Park ở New York. Ngày nay, gần nửa thế kỷ sau màn biểu diễn mạo hiểm nổi tiếng, ông vẫn đi trên dây mỗi ngày, mặc dù bây giờ mọi màn trình diễn của ông đều được lên kế hoạch và phê duyệt trước. Tôi tập luyện khoảng 3 tiếng, 1 tiếng rưỡi khởi động và tung hứng và 1 tiếng rưỡi trên dây trong khu vườn nhà tôi. Tôi đang viết cuốn tự truyện của mình và tôi muốn tiếp tục biểu diễn vòng quanh thế giới. Tôi sẽ không bao giờ nghỉ hưu. Petit đã viết sách mô tả các màn trình diễn của mình và quá trình chuẩn bị lâu dài. Một số bộ phim đã được làm về ông, trong đó có phim Man on Wire, bộ phim đã đoạt giải Oscar. Pierre Seydi hồi nhỏ đã xem phim hoạt hình X-Men mà một trong các nhân vật sử dụng mũ bảo hiểm tích hợp thần kinh. Giờ đây là một sinh viên kỹ thuật 25 tuổi của khoa bách khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Đại học Kinshasa. Seydi đang nỗ lực biến công nghệ khoa học viễn tưởng này thành hiện thực. Anh đã tạo ra một thiết bị cho phép người dùng điều khiển robot bằng tín hiệu não. Le système que nous avons développé et que nous avons nommé Cerebro est ce qu'on appelle une interface cerveau. Hệ thống mà chúng tôi đã phát triển được đặt tên là Cerebro, được gọi là giao diện não máy. Nó là một hệ thống có thể đọc hoạt động điện não của người và có thể diễn giải nó nhờ trí tuệ nhân tạo. Qu'un utilisateur peut envoyer afin de pouvoir piloter un objet ou un système robotique. Hệ thống sử dụng một chiếc mũ đọc hoạt động điện của não bộ với 14 cảm biến và điện cực. Mũ được kết nối với một máy tính thu thập dữ liệu để truyền thông tin thành các lệnh cho robot. Actuellement, les interfaces cerveau-machine sont en cours de développement dans les laboratoires des grandes universités. Hiện nay, giao diện não máy đang được phát triển trong phòng thí nghiệm của các trường đại học lớn trên thế giới để giúp người khuyết tật, kể cả người liệt tứ chi, người không còn sử dụng được tay chân, có thể điều khiển các đồ vật trong môi trường trực tiếp từ não bộ của họ. Ở một đất nước mà nghiên cứu khoa học không nhận được tài trợ đáng kể của chính phủ và có rất ít nhà đầu tư tiềm năng, những thách thức đối với nhà phát minh trẻ tuổi này là rất lớn. Lorsqu'on développe une interface cerveau-machine, le premier challenge se situe au niveau du coût d'acquisition. Khi phát triển giao diện não máy, thách thức đầu tiên là ở chi phí mua vật liệu, vì vật liệu cho nghiên cứu này rất đắt, cho dù đó là phần mềm hay phần cứng. Ça coûte très cher et ça c'est le premier défi à relever lorsqu'on veut réaliser une interface cerveau-machine. Một trong những giáo sư của Seydi hy vọng dự án của anh sẽ truyền cảm hứng cho những người khác và kích thích đầu tư vào loại hình nghiên cứu này. S'il y a un appel à faire. Nếu có lời kêu gọi nào đến các cơ quan chức năng thì đó là họ phải đầu tư vào nghiên cứu, đào tạo các kỹ sư trình độ cao, bởi vì tất cả sự tăng trưởng kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia phụ thuộc vào chất lượng của những kỹ sư này, là nhóm người xã hội cần rất nhiều. Mặc dù thiết bị thần kinh này đang trong giai đoạn phát triển sơ khởi, nhưng Seydi tin rằng khả năng sử dụng và ứng dụng là vô tận.